Lan thân mến kính chào quý vị khán thính giả. Đây là chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng. Chương trình gồm có một thơ và nhạc công giáo được thực hiện hàng tuần trên DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5:30 sáng giờ Cali, giờ miền Đông sẽ là 8:30 sáng nha quý vị. Và đài Local Việt Face TV 57.2 lúc 5:30 sáng ngày thứ Ba và đài 56.6 đài S Channel ngày thứ Sáu lúc 7:00 sáng và ngày Chủ nhật lúc 9:30 sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho một người cùng xem. Và kết thúc quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài ước mong quý vị hãy yểm trợ bằng cách gửi những chi phiếu về cho chúng tôi với địa chỉ là Con đường tình yêu PO Box 2472 Garden Road California 92842 hoặc điện thoại 714-230-9443 đang hiện trên màn hình. Và thưa quý vị nào mà chưa xem được chương trình này hoặc là muốn gửi đi cho những người thân yêu của mình chương trình Con đường tình yêu thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi vì chúng tôi có những DVD và CD sẽ gửi đến cho quý vị qua số điện thoại 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ chúng ta trước khi bước vào trong chương trình, My Lan mời quý vị hãy theo dõi một vài hình ảnh của gia đình bác ái Phaolô đã và đang thực hiện những chương trình bác ái từ thiện tại Việt Nam giúp cho những mảnh đời khốn khổ cũng như là những trẻ em mồ côi khuyết tật v.v. Cảm ơn quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là món ăn tinh thần gia đình bác ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình bác ái Phaolô được thành lập tại Việt Nam vào tháng Giêng năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Nay 2016 đã hơn 39 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng dòng San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ những mảnh đời kém may mắn, không phân biệt tôn giáo. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin gửi về Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, PO Box 2472 Garden Road, California 92842, điện thoại 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang u sầu. Vâng, kính thưa quý vị, qua những hình ảnh trên, xin quý vị hãy góp một bàn tay, chung tay cùng với gia đình bác ái Phaolô để có thể đem đến cho chúng ta, đem đến cho những dòng đời bất hạnh đó, những cái đồng tiền tới nơi, tới chốn và đã được đáng tin cậy trong suốt nhiều thời gian qua với số điện thoại là 714-230-9443 hoặc là chi phiếu gửi về PO Box 2472 Garden Road California 92842. Xin cảm ơn quý vị. Và để mở đầu chương trình, chúng ta bước vào những bài thơ công giáo. Và My Lan xin được giới thiệu đến quý vị chị Uyển Nguyện ở trong gia đình bà I Follow đến trong chương trình cùng với chúng ta. Em chào chị Uyển Nguyện. Chào My Lan, chào quý vị khán thính giả. Như vậy thì bài thơ đầu tiên mà chị muốn gửi đến cho khán thính giả chúng ta là một cái bài thơ vàng chủ đề gì thưa chị? Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta mang thân phận con người, sống giữa đời ba chìm bảy nổi chín lấn đênh, ngay cả xác thịt nặng nề cũng trực chờ lôi kéo chúng ta. Và bão tố cuộc đời chẳng hề buông tha, chúng ta chỉ còn cách cầu xin Chúa là cha nhân lành, đầy lòng xót thương, giúp chúng ta đủ nghị lực trở về nương mình bên cha. Như vậy là bài thơ của chúng ta sẽ mang chủ đề là trở về, phải không thưa chị? Trở về vâng. Cùng cha. Vâng, kính thưa quý vị, trở về cùng cha. Mời quý vị hãy chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để nghe bài thơ sau đây. Chúa ơi, cho con trở về những khi tâm trí não nề chơi vơi, con nhớ đến Chúa là nơi cho con nương ẩn khi đời bất an. Chúa ơi, cho con trở về khi con mệt lạ ê chề đớn đau, tay Chúa sẽ giang ra mau ôm con hôn vội và lau lệ nhòa. Chúa ơi, cho con trở về khi con yếu đuối đam mê lỗi lầm, Chúa không ghét bỏ buộc cầm,
thương yêu nâng đỡ, ân cần cứu giúp. Chúa ơi, cho con trở về, bao năm phung phí bỏ quê xa nhà. Cho con thấu hiểu tình cha, dạ từ ngày tháng để cha nhọc lòng. Chúa ơi, cho con trở về, đứng lên rũ bỏ nặng nề xác thân. Lắng nghe lời Chúa xin vâng, ngày tháng còn lại con dâng lên Ngài. Chúa ơi, cho con trở về, cho dù bão tố chẳng hề buông tha. Nhưng con có Chúa là cha, người cha nhân hậu bao la hải hà. Một bài thơ thật là ý nghĩa và sâu lắng. Đọc cái bài thơ này, tự nhiên mình thấy một cái tình yêu thương của cha trên trời thật là dạt dào. Vâng, như vậy thì một cái bản nhạc thánh ca sẽ gửi tiếp trong chương trình Con đường tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Thì chị Uyển Nguyệt đã chọn bài thánh ca gì thưa chị? Kính thưa quý vị, Linh Mục Đinh Công Toàn đã sáng tác bài thánh ca Nếu Con Chợt Nhớ, và mượn tiếng hát Đình Nguyên truyền tải cho chúng ta bí quyết để biết trở về. Cuộc đời con phiêu lãng giữa đời, và nay chưa thấy, con chưa biết yêu Ngài thiết tha. Con sao lãng ân sâu đậm đà, luôn dõi bước con trên đường đời. Thân lạy Chúa hỡi, đừng bỏ con Ngài ơi. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thơ, thì giờ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chờ, đôi đời con đã xa nhiều năm, nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm và hãy ban phúc ân dư tràn. Biết bao lần đã phụ tình cha thiết tha hại hà, lãng quên tình cha, vui đời con trong những xa hoa. Giờ con chợt nhớ cha yêu dấu mong mỏi tháng năm, nay con quyết bước quay trở về, xin cha hãy thương tha tuổi đời. Nay về bên Chúa hồn sướng vui thảnh thơi. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thơ, thì giờ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chờ, đôi đời con ngã xa nhiều năm, nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm và hãy ban phúc ân dư tràn. Trong tình Chúa hồn ngập bao sướng vui tràn hòa, quyết tâm từ nay nguyện đổi thay thân xác tâm tư. Niềm vui tìm thấy khi con đến bên nguồn thánh ân,
ôi vui sướng cao dâng ngập tràn, xin năm tháng yêu thương vơi vơi luôn ở trong con đầy mãi không hề vơi. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thơ, thì giờ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chờ tôi đời con ngã xa nhiều năm, nguyện ngài thương tha lỗi lầm và hãy ban phúc ân dư tràn. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thơ ơ, thì giờ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chờ tôi đời con đã xa nhiều năm, nguyện ngài thương thứ tha lỗi lầm và hãy ban phúc ân dư tràn. Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài với một bài thơ và một bài thánh ca thật là hay. Và sau một vài cái thông tin thương mại và những nhà bảo trợ trong chương trình này, chúng ta sẽ tiếp tục nha quý vị. Vâng, chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài được bảo trợ bởi DL Auto Repair, là nơi đáng tin cậy và giá cả thật là nhẹ nhàng. Xin gọi cho anh Liêm 714-636-7383. Và được bảo trợ bởi UNT Driving School, là một trường chuyên môn dạy cho những học viên dưới 18 tuổi và có những lớp online dành cho các em dưới 18 tuổi rất là đặc biệt. Xin gọi cho chúng tôi với những biết thêm chi tiết với số điện thoại 714-204-8482. Tam Biên Portugal, 2 địa điểm 714-548-4993, 714-363-2222. Vĩ Dạ Restaurant 714-531-2905. Nhà hàng Vân 714-530-6858. Broda Restaurant 714-530-1744. Bác sĩ Đặng Bình Chúc 714-775-5373. Vâng, và kính thưa quý vị, ước mong quý vị hãy yểm trợ cho những công ty thương mại đã bảo trợ cho chương trình, cũng như là quý vị nào muốn cùng với gia đình bà iFollow giúp đỡ cho những công tác từ thiện tại quê nhà, xin hoặc là quý vị yểm trợ cho chương trình Con Đường Tình Yêu, xin gửi về cho chúng tôi với địa chỉ là PO Box 2472 Garden Road, California 92842, hoặc điện thoại 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Và để trở lại chương trình, chúng ta tiếp tục như chị Yến Nguyện đã chọn thêm hai cái bài thánh ca nữa để gửi đến cho khán thính giả và công ty chị Yến Nguyện. Bài thánh ca thứ hai: Thiên Chúa là người cha nhân lành. Khi chúng ta trở về với một lòng từ hối, như bài thánh ca của linh mục nhạc sĩ Đinh Công Toàn diễn tả và tiếng hát thiết tha của Gia Ân, Thiên Chúa sẽ đồng lòng đắc ẩn, xót thương, và Ngài sẽ không ngần ngại giang đôi tay ôm chúng ta vào lòng. Người cha ngóng trông con đã bao năm hoang đàng, nhìn về chốn xa xăm, dõi mắt theo ngày tháng. Trôi dần bóng con nay ở đâu, người cha mắt vương u sầu heo hon trong khổ đau. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phàm, xin Ngài khứng thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Người con thứ ra đi
xa chân trời, tìm vui thú giữa đời, sống bê tha lầm lỗi, nạn đói đến trong dân làng, thấy tâm tư tự hối, người con thứ quyết quay về nói với cha một lời. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phàm, Ngài khương thương ban muôn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Rất bao dung vẫn yêu thương vô bờ, dù con chót lỗi phạm những bước chân lầm lỡ, nay bé béo cha ăn mừng đón con yêu về đây, vì con đã ra đi giờ biết hối tâm đổi thay. Từ nay sống trong cha nỗi dương vui khôn cùng, lệ mừng đẫm đôi mi thấy tâm tư hạnh phúc, đời quên hết bao ưu phiền tránh xa bao lạc thú. Con đã ăn năn rồi đến nương thân cùng cha. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phàm, xin Ngài khương thương ban muôn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Bài thánh ca thứ ba, tình ca vô tận của Ngọc Côn, cho chúng ta vững tin vào tình Chúa bao la. Chúng ta chỉ còn biết cảm tạ và yêu mến Chúa chẳng phai ngay hôm nay và tương lai.
thôi, yêu mãi chẳng hề nguôi. Tình ai như là trăng soi bước khách lầm than, lê bước trong đêm mù cô đơn, đôi tay ngài dần đắng theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình đến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, nên chưa mãi chẳng phai, nên chưa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình bên chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, nên chưa mãi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi phải tạm biệt với chia tay với quý vị rồi. Và trước khi chia tay, xin mời chị Uyển Nguyện dâng lời nguyện cuối giờ. Kính mời quý vị khán thính giả hãy cùng chúng tôi tĩnh lặng tâm hồn để chúng ta dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, trong cuộc đời chúng con đã biết bao nhiêu lần đam mê lầm lạc, Cha vẫn kiên nhẫn đợi chờ, sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm chúng con vào lòng, phục hồi địa vị con Cha. Không để chúng con kịp nói thêm lời gì ngoài việc trở về bên Cha, chúng con biết lấy gì đáp lại tình Cha. Xin Cha cho chúng con từ đây và mãi mãi biết dành một cõi riêng tư trong trái tim chúng con cho Chúa. Amen. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau với Con Đường Tình Yêu, kính dâng lên Ngài. Xin thân mến kính chào quý vị.